Đại dịch COVID-19 chưa kết thúc nhưng đã để lại vô số người bị rối loạn tâm thần với các biểu hiện hay gặp như rối loạn giấc ngủ, âu lo, trầm cảm. Thạc sĩ tâm lý Đặng Thị Thanh Tùng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Town City sẽ chia sẻ về cách khắc phục các vấn đề này trong video sau đây nhé! 66 cái nghiên cứu về sức khỏe tâm thần trên thế giới chỉ ra rằng là có tới trên 40% những cái người mà sau hậu Covid ấy có vấn đề nặng nề về rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, và trên hơn 30% những cái người có vấn đề về trầm cảm. Hơn 30% nữa có những người được hỏi nói về có những cái khó khăn về lo âu, và ngoài ra thì có những cái triệu chứng khác, ví dụ như là những cái căng thẳng trong cuộc sống, những cái rối loạn về những cái hành vi, ví dụ như là ám ảnh về cái việc là phải nghi thức, là phải lau dọn, phải rửa tay, cái rối loạn thích ứng, tức là cái thích ứng với cái xã hội sau Covid ạ, mình có thể thích ứng với lại những người xung quanh của mình. Còn đối với trẻ con thì sao ạ? Có rất nhiều những cái bạn trẻ con sau Covid thì cũng xuất hiện những cái tình trạng, ví dụ như là nó làm tăng nặng nề những cái tình trạng bệnh tật như là tăng động giảm chú ý, những cái khó khăn về khuyết tật học tập, những rối loạn về trầm cảm lo âu, những cái rối loạn về ăn uống và những cái rối loạn về giấc ngủ của các cái trẻ em cũng như người lớn diễn ra rất là nhiều. Bình thường là chúng ta thanh thiếu niên sẽ ngủ từ 7 đến 8 tiếng một ngày là đủ với giấc ngủ của bình thường. Nhưng với người già thì thường người ta chỉ ngủ được từ 4 đến 6 tiếng thôi. Nhưng nếu mà cái tình trạng mà sau hậu Covid mà người ta lại mất ngủ nó kéo dài, mỗi tuần ít nhất là 3 lần mất ngủ, mỗi lần chỉ ngủ được dưới 4 tiếng thôi chẳng hạn, và người ta kéo dài trên vòng 1 tháng, thì con cháu cũng nên nghĩ đến cái việc rằng là đưa các cụ đi khám để xem là cái vấn đề về sức khỏe này đã thực sự là cái rối loạn về giấc ngủ hay chưa. Còn đối với lại cái trầm cảm ạ, thì có phải là sau hậu Covid cái vấn đề trầm cảm xảy ra rất là nhiều, đặc biệt khi mà chúng tôi trị liệu ở bệnh viện ấy thì nhận được các thông tin phụ huynh phản hồi. Trước đây có thể trẻ đã có những cái biểu hiện khó khăn về sức khỏe tâm thần nhưng mà nó rất là nhẹ thôi, bởi vì là trẻ vẫn đến trường, vẫn hòa nhập, vẫn học. Như tình hình Việt Nam hiện nay thì chúng ta học online rất là lâu rồi, và cái việc cứ đi học online hoặc ở nhà ấy, nó sẽ gây khó khăn cho rất nhiều cái trẻ thanh thiếu niên và gây ra cái hội chứng trầm cảm. Trong hậu Covid rất nhiều trẻ là có cái thói quen là ở nhà đóng cửa và chỉ trong phòng học online thôi, càng ngày càng mất cái kỹ năng kết nối với những bạn bè xung quanh, với những người thân xung quanh. Như chúng ta đã biết là bởi vì đại dịch Covid diễn ra, các F0, F1 rồi là các cái bệnh nhân nặng đúng không ạ? Và gây tử vong cũng rất là nhiều chứ không phải là ít. Thành ra cái tâm lý hoang mang, tâm lý lo lắng của người dân không tránh khỏi. Rất nhiều các cái người dân ở các cái lứa tuổi khác nhau, từ trẻ em cho đến thanh thiếu niên cho đến người trưởng thành và người già, rất sợ Covid và rất lo lắng. Thành ra là các cái triệu chứng như là lo lắng về tương lai, lo âu về sức khỏe của mình, lo cho mình, cho gia đình mình để khỏi bị vấn đề về F0, thì đó cũng là cái tâm lý thông thường thôi đúng không ạ? Tuy nhiên nếu mà một người mà lại hội đủ các cái triệu chứng, ví dụ như đầu tiên là căng thẳng lo âu kéo dài, cái thứ hai nữa là người ta có những cái rối loạn cả về nhịp tim, người ta lúc nào cũng cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn, hoặc là vã mồ hôi, hoặc run tay run chân, và cái thứ ba nữa là người ta không bình tĩnh được, xử lý trong các công việc người ta đứng ngồi không yên, khó khăn. Cái thứ tư nữa là có những cái dấu hiệu về mất ngủ. Với những cái người lo âu trầm cảm thì mất ngủ cũng là một dấu hiệu rất rõ ràng. Người ta có thể là không ngủ được, khi mà ngủ thì hay gặp phải những cái ám ảnh, đặc biệt là những người mà bị F0 hoặc những người đã từng bị Covid, từng bị nhiễm Covid đấy ạ, mà phải điều trị ở các cái khu vực cấp cứu hoặc là khu vực cách ly, thì người ta bị cái sang chấn và cái ám ảnh sợ về cái quá trình điều trị Covid, và nó kéo dài, các cái dấu hiệu như trên nó gây ra cái hoang mang và cái lo âu họ kéo dài. Cái sức khỏe tinh thần có tốt đẹp, có khỏe mạnh được hay không thì nó phải dựa trên nền tảng của một cái cơ thể khỏe mạnh. Tức là gì ạ? Chúng ta phải giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, giữ cho chúng ta không bị ốm đau, không bị bệnh tật và không bị các cái vấn đề về lây nhiễm Covid, càng cố gắng được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta đã có những cái vấn đề, ví dụ chúng ta bị nhiễm Covid hoặc là chúng ta có bệnh nền, có sức khỏe yếu, thì chúng ta phải cố gắng để chăm sóc sức khỏe để chúng ta có thể khỏe mạnh. Thì cái yếu tố thứ hai mà tôi cần tư vấn ở đây thì cái yếu tố tiên quyết là chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống và sinh hoạt một cách khoa học. Cái thứ ba nữa là một cái vấn đề mà rất là quan trọng là cái suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực này thì không phải trong Covid đâu, mà bình thường chúng ta cũng rất là cần có. Thì cái suy nghĩ tích cực là gì ạ?
Nếu như chúng ta cứ nghĩ về một cái hậu quả và cứ nghĩ về một cái khó khăn trước mắt là Covid diễn ra thì nó ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên chúng ta phải lạc quan và chúng ta nghĩ rằng là trong cái Covid đó chúng ta cũng có thời gian để chúng ta nhìn nhận lại bản thân của mình, nhìn nhận lại những cái giá trị của mình cũng như là người xung quanh để chúng ta thay đổi bản thân mình. Và cái cuối cùng ấy mà thông điệp của chúng tôi muốn gửi đến đấy chính là cái hoạt động thể chất, thể dục thể thao. Không chỉ tốt đối với người bệnh đâu mà đối với người bình thường cũng rất tốt. Và đặc biệt đối với những cái người mà mất ngủ này, những cái người mà có trầm cảm này, những cái người mà có lo âu này, thì cái việc mà luyện tập thể dục thể thao là cực kỳ cần thiết trước, trong và sau mùa dịch. Và sau mùa dịch thì như chúng ta thấy là Bộ Y tế còn đưa ra một cái khuyến cáo là đối với những người mà hậu Covid ý, thì cái việc mà chúng ta tập những cái bài tập hít thở này, hoặc tập những bài tập thiền yoga này, hoặc tập những cái bài tập nhẹ nhàng để có thể là lấy lại một cái sức khỏe bình thường của mình. Cái tiếp đến nữa là một số người thì ví dụ như là mình cứ ở trong nhà, nó sẽ không cải thiện được cái sức khỏe cho mình nhiều. Thì nếu mà trong điều kiện cho phép, mình có thể tham gia những cái hoạt động ngoài trời, ví dụ như là chạy bộ hoặc là thể dục buổi sáng, hoặc là mình có thể tham gia những cái câu lạc bộ mà trong cái số người cho phép. Để làm gì? Bởi vì là đối với người trầm cảm, người lo âu là gì ạ? Trong mùa dịch là người ta tránh tiếp xúc với tất cả những người khác. Vậy thì đây mình thông qua thể dục thể thao vừa nâng cao sức khỏe, mình vừa mở rộng các cái mối quan hệ, mình mở ra một cái không gian giao tiếp để mà mình có thể có một cái chống được những cái lo lắng trầm cảm. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.